Xin mời kính chào khán giả của đài SPTN và mời quý vị cùng đến với chương trình hành Tình âm nhạc. Và hôm nay chúng tôi rất là may mắn có sự hiện diện của một nhạc sĩ tài danh của Việt Nam chúng ta, à, một người nhạc sĩ đa tài, ông sáng tác nhạc, ông chỉ huy dàn nhạc, nhạc và ông hòa âm cho rất nhiều những ca khúc lớn của Việt Nam chúng ta. Đó là nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Xin chào à, bác. Xin chào, xin chào tất cả quý vị khán giả. À, đây là lần thứ hai mà cháu được có cơ hội phỏng vấn bác. <laughs> lần trước đó thì được nghe bác nói rất là nhiều những lĩnh vực từ nhiếp ảnh và sáng tác nhạc rồi kể cả chỉ huy dàn nhạc nhưng mà lần này thì cháu muốn trọng tâm vào một khía cạnh đặc biệt mà nó rất là thời sự ngày hôm nay đó là cái bài ca ngợi tự do của bác mà lại được do người ukraine hát và dàn nhạc của ukraine chơi xin bác cho khán giả được biết cái cơ duyên từ đâu mà bác lại biết cái dàn nhạc bên đó và đến cộng tác ạ cái uh, cơ duyên thì quả nhiên đó phải có cái cơ duyên chứ không thì không thể nào mà mà thực hiện được. Dạ. Yeah. Uh, khi tôi làm cái uh, symphony Việt Nam 1975 rồi tôi định làm CD. Dạ. Yeah. Uh, nhưng mà rồi không biết làm sao. Yeah. Ở Mỹ, dầu tôi có giúp cho dàn nhạc giáo hưởng của Pacific Symphony yeah. ở phía Nam California bên đây. Yeah. Thì họ cảm động lắm và yeah. họ hứa họ sẽ thực hiện cho tôi. Yeah. Bằng cái, cái cái chi phí tối thiểu. Yeah. Cái chi phí tối thiểu. Đó. Nhưng mà có những cái lĩnh tính thì mình không kể. Uh -huh. Nhưng mà cái chi phí tối thiểu đó là 120.000 đô la, 120.000 đô la. Thì các quý vị biết một cái đi uh, trình diễn Họ thu thanh phải 3 ngày yeah. 120.000 đô la Thì cái chuyện đó mình không thể nào có được rồi yeah. Thành ra Tôi do dự nhưng mà rồi Thôi cảm ơn họ chứ còn mình đâu có làm sao hơn nữa yeah. Thành ra tôi mới đi xuống với Úc Châu ừ. Liên lạc lại với dàn nhạc giao hưởng Úc Châu Để yeah. mà thực hiện rồi Cũng gặp uh, dân viên trong uh, ban chỉ huy của dàn nhạc đó của ban thực hiện vân vân thì uh, họ nói có thể họ làm cho tôi yeah. ok tôi để nhạc cho họ ừ. rồi sau đó sao không biết mất liên lạc ừ. mất liên lạc tôi nói Úc dâu thì người ta gọi là down under nó tận cùng của trái đất, của trái đất. ok tôi nó xuống cực nam không được Bây giờ tôi lên bắc à, yeah. à, rồi sau may mắn có người giới thiệu tôi có cái môi giới lại với uh, kiếp symphony orchestra dàn nhạc giao hưởng của thủ đô của ukraine ukraine yeah. rồi tôi liên lạc với họ thì cái thư mà tôi liên lạc cho họ đó yeah. đâu mất chờ đợi hoài mỗi ngày tôi check email hai ba lần không thấy yeah. bẵng đi cho tới một hôm thì tôi thấy có một cái email gửi lại cho tôi bằng cái chữ gì lạ lắm mà đọc không được yeah. tôi do dự quá không biết cái này có phải là spam yeah. hay không Đó. nhưng mà tôi mở càng thấy coi liều cùng lắm là nó hư cái computer yeah. mở ra thì ở trên tôi thấy để Mr. Khoa yeah. Lê là của tôi viết bằng tiếng Anh, nó uh -huh. trong lại viết bằng tiếng Anh, uh -huh. tiếng Anh thì nó cũng lãng quảng lắm, uh -huh. nhưng mà điều mình hiểu được, ok rồi từ đó mới bắt liên lạc, uh -huh. bắt liên lạc tôi mới nói rằng tôi ngỏ ý để mà muốn làm cái 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 cái, cái symphony đó, yeah. thì uh, họ không hứa là làm hay là không, yeah. họ biểu gửi nhạc cho họ xem đi, yeah có có đáng chơi hay chơi. không cái đã yeah, yeah. thứ nhất là có đáng hay không cái thứ hai là không có chơi được hay không cái đã yeah. chứ viết cái gì đâu tùm lum thì yeah. <laughs> chết <cười> rồi tôi gửi tôi gửi sao họ trả lời ok họ đồng ý làm hỏi chừng nào làm <laughs> tôi nói khi nào cũng được càng sớm càng tốt yeah. có rồi họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi tôi mới nói trên bảy mươi rồi thì họ mới nói vậy thì ông đâu còn bao nhiêu thì giờ <laughs> vậy thì làm liền đi dạ yeah. ok đó làm liền tôi làm liền yeah. rồi mình đồng ý với nhau như vậy rồi thì tôi lo nhạc cấp tóc làm ừ. ngày làm đêm yeah. in ra từng phần cho từng nhạc cụ yeah. cho kịp để mà làm rồi mới đi qua ukraine yeah. để thu hình Ừ, đó là lần đầu tiên yeah. tôi đi Ukraine để thu symphony Việt Nam 1975 yeah. Trong cái symphony 1975 trong khi thu với dàn nhạc, nhạc đó Có hai lần tôi nói thiệt tôi điếng hồn Ô Là sao ạ Là lần thứ nhất đang chơi cái Rồi nhạc sĩ nó ngưng Ngưng nó đưa tay lên nó quơ quơ cho, cho nhạc trưởng Nó phản đối trời ừ, đất tôi nói chết cha rồi mình viết nhạc thế nào mà nó không chịu được đây họ phản đối họ phản đối cái rồi uh, bà nhạc trưởng đó yeah. bà rất là trầm tĩnh bà yeah. giải thích cho họ nghe ừ. sau đó tôi được dịch lại ừ. thì nhạc sĩ phản đối bởi vì ở trong cái bài nhạc đó tôi có viết một câu của bài cộng sản quốc tế ca oh, yeah. để mình nói Chiến tranh Việt Nam là do Cộng sản quốc tế nó xúi vô yeah. Nó đánh vô Dạ yeah. Đó Mà nó họ chơi cái bài đó, họ họ, 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 họ Ừ Họ nói mà, Tôi chơi cái đó cả đời rồi, tôi ớn sợ quá rồi, mà bây giờ tại sao lại Bắt chơi nữa Dạ yeah. Có nghĩa là họ không thích Cộng sản Ừ Trong khi có những người nghe nói tôi đi Qua Ukraine để mà làm cái symphony Việt Nam 1975 Họ nói tại sao Tại sao đi qua xứ Cộng sản để mà làm nhạc? Dạ. Yeah. Họ không biết là Cộng sản lúc đó đã tách ra khỏi Nga rồi. Yeah. Và lúc đó có một ông ứng cử viên tổng thống của Ukraine bị ra đầu độc gần chết. Dạ. Yeah. Đó là cái lúc tụi qua bên đó. Dạ. Yeah. Ok. Thì uh, họ phản đối như vậy. Nhưng mà bà nhạc trưởng bà giải thích. Ok, bà giải thích rõ ràng lắm mà xin lỗi đây là nhạc không có lời okay. người ta nghe nhạc để người ta hiểu thôi à, cũng... thì bà nhạc trưởng bà hiểu uh -huh. bà nói đây là cái đoạn nhạc của cộng sản nó xúi dục để có cuộc chiến ở miền nam dạ. rồi nó sẽ gặp cái sự phản kháng của miền nam yeah. rất là mãnh liệt ồ uh -huh. oh, mấy nhạc sĩ nghe vậy nó thở phào nó ngồi xuống ok bắt đầu chơi uh -huh. chơi lại đó là cái thứ nhất đó. <laughs> đó là là một cái một phần khác trong symphony à. rồi tới hồi cái bài ca ngợi tự do dạ. bài ca ngợi tự do thì tôi dũng ý muốn nhờ ban hợp ca bên đó nó hát làm cái nền dạ. để rồi mình cho ban hợp ca mình hát bằng tiếng việt lên okay. họ hát nửa chừng đó trong cái cái buổi vợ cái trong suy vô luôn để mà chuẩn bị để mà thu luôn. Dạ. Thì uh, họ hát nửa chừng cái rồi họ ngưng là họ quơ tay với nhạc trưởng. Cũng phản đối nữa. Tôi điển hồn nó chết rồi. Dạ. cái gì nữa đây? Thấy không? Thì họ mới hỏi cái bài này có ý nghĩa gì sao? Bởi dạ. vì họ chỉ quơ thôi chứ không gác lời. Dạ. Rồi bà nhạc trưởng mới kêu tôi ra. Bây giờ mình đối diện với họ chứ mình đâu có né được phải không? Nhưng mà hỏi ý như vậy tôi nói ok. Cái ý đó là ca người tự do là khi người Việt Nam đã bị cộng sản nó chiếm rồi. Yeah. Thì họ thoát đi ra ngoài. Yeah. Họ thoát đi ra ngoài, họ ca người tự do vì yeah. họ đã được tự do thoát khỏi gông cùng cộng sản. Yeah. Thì mấy người trong ban hợp ca họ nói, không phải chỉ người việt nam mới yêu chuẩn tự do ừ. chúng tôi cũng yêu chuẩn tự do vậy xin yeah. dịch ra tiếng ukraine để chúng tôi hát oh. họ đề nghị yeah. ok rồi thì ngưng uh -huh. không, không có thu hình bữa đó uh -huh. tất cả nhạc sĩ nhân viên của phòng thu hình cả ban hợp ca không ai nhận một thu lao nào hết wow. Ở trong cái buổi đó yeah. Rồi chúng tôi cấp tóc đi tìm người dịch Tôi yeah. phải dịch ra tiếng Anh Ngay yeah. trong đêm đó ừ. dịch ra tiếng Anh rồi Thì họ mới đi tìm cái người mà chuyên môn dịch uh, Mấy cái opera của Tây Phương yeah. Ra tiếng Ukraine cho người Ukraine đó yeah. Để người đó dịch ra tiếng Ukraine yeah. Thành ra mấy hôm sau Nó mới xong ừ. Mới xong cái rồi ráp lại để mà thu hình thu yeah. thanh luôn uh -huh. thì mọi người đều vui hết yeah. phấn khởi hết uh -huh. thành ra cái bài này nó cũng có liên hệ tới người yêu Ukraine yeah. nhưng mà liên hệ đến cái tâm tình uh -huh. và cái lập trường chính trị của họ, yeah, đúng. họ yêu cái đó là là cái điều quý yeah. thành ra nó cũng là một cái uh, duyên phải không? Dạ, đúng rồi. Nếu không có cái duyên thì mình không gặp họ dạ. và cũng không có đi tới được những cái giai đoạn đó dạ. và bây giờ tới cái tình cảnh hiện tại của người Ukraine dạ, vâng. thật là bi đát và thưa quý vị tôi cũng tìm cách tôi liên lạc được với họ mỗi ngày dạ. cái điều uh, rất cảm động là họ giữ cái tinh thần lạc quan và họ không nói chuyện gì về chiến tranh ở bên đó. Nhưng mà cái ông phó nhạc trưởng đó, ông đã gửi vợ con về quê, lánh nạn. Yeah. Ông ở lại đi chiến đấu. Ừ. Ông là cầm súng luôn? Ông cầm súng luôn. Yeah. Ông nói bây giờ ông ở trong quân đội. Yeah. Cho nên không có nhiều thì giờ yeah. Thành ra cái thư từ qua lợi của chúng tôi không có nói gì nhiều hết. Và không bao giờ ông đề cập tới vấn đề chiến tranh, yeah. thì mình hiểu có thể là ông sợ cái thư này có lọt ra bên phe địch hay yeah, là no. cái gì đó thì nguy hiểm lớn cho họ, yeah. cho nên mình cũng né nhưng mà mình cũng hơi đấy lắm. Nhưng mà điều rất cảm động là ông nói rằng tôi Lê Văn Khoa là một refugee, yeah. bây giờ ông cũng là refugee, yeah. refugee ngay trong quốc gia của ông, ngay trong thủ đô của ông. Yeah. và ông nói ông không đi đâu hết, ông ở lại, ông không nói ở lại để chiến đấu, yeah. ở lại để thu những tác phẩm nhạc xuất sắc của Lê Văn Khoa. cho nghe đức nghe thấy tội nghiệp quá. Yeah. nhưng mà mình biết họ né, họ không đề cập gì hết cái vấn đề kia. thành ra mình cũng giữ cái sự an toàn của họ. Yeah. Mình ở đây thì, thì khác rồi, nhưng mà họ ở đó rõ. Bây giờ với cái tình hình của nga bây giờ thì tôi nghĩ rằng nó sẽ diệt hết yeah. người Ukraine và cả cái thủ đô Ukraine bởi vì không chấp nhận cái cái đề nghị đình chiến của họ. Yeah. À, nó có... vĩnh vào cái đó nó nó, nó diệt hết thì, thì tiêu. Yeah tình cho mình không hiểu được nhưng mà mình thấy tội nghiệp rất là tội nghiệp cho những người yêu chuộng tự do mà không thể tới được cái tự do dạ. mà những người ở xứ tự do cũng đều né tránh hết dạ. thì họ chỉ có chết thôi dạ. cho nên chúng ta cầu nguyện cho những người như vậy vâng. những người tiếp bên đó họ cảm động cái họ yêu cầu mình cầu nguyện cho họ dạ chứ họ không xin cái gì hết yeah. cầu nguyện cho họ họ tin lên cái lời cầu nguyện yeah. cho nên chúng ta nhớ cầu nguyện cho họ là cái điều ước nguyện của họ vâng yeah. khán giả Việt Nam khắp nơi trên thế giới rất là xúc động bởi một cái dàn nhạc người Ukraine mà chơi cái quốc thiều Việt Nam Cộng Hòa. Chắc muốn xin nhờ bác nói thêm tại sao lại họ lại chọn bài quốc thiều Việt Nam Cộng Hòa để họ trong dàn nhạc? Vâng, cái đó cũng là một câu chuyện khác yeah. và nói với Ukraine thì tôi cũng có khá nhiều cái câu chuyện về những cái chuyện liên hệ với họ. Yeah. Khi mà Việt Nam Film Club ở bên Washington DC thực hiện cái video về quốc thiều và quốc ca Việt Nam. Yeah thì họ ngỏ ý muốn dùng một cái bài quốc thiều hay quốc ca có tầm vóc dạ. Yeah. Tôi tôi mới hỏi họ giờ muốn chơi với dàn nhạc giao hưởng dạ yeah. hay là chơi với ban quân nhạc dạ. Yeah. Bởi vì viết nhạc cho mấy ban đều khác trên hết trơn hết trọi chứ không có không giống nhau được. Dạ. Yeah. Ờ, suy nghĩ mãi rồi họ nói thôi chơi với quân nhạc đi. Ok yeah. ok. Ừ. Rồi, Chọn quân nhạc thì tôi sẽ viết cho cái ban quân nhạc, ừ. bởi vì ban quân nhạc đó có những nhạc cụ mà dàn nhạc giao hưởng không có là nhạc cụ nào ạ thí dụ như nhạc cụ dàn dây, tất cả các loại dàn dây, vô à. la, cello, double bass này kia cái nọ, ừ. thì trong ban quân nhạc nó có. có, nó làm sao nó vừa đi diễn hành mà nó vừa chơi được? được. Yeah. <laughs> thành ra không có, <laughs> thành ra tôi phải viết nhạc cho ban quân nhạc, okay. rồi tôi mới nghĩ mình đeo quốc ca mà muốn làm nhạc cho nó có tầm vóc ngang hàng thì cái ban nhạc đó cũng phải có cái cái tầm vóc của quốc gia dạ yeah. vâng. bởi vì bài quốc ca việt nam của mình viết cho ban nhạc ở đây chơi thì có nhiều ban nhạc của các trường trung học chơi lắm yeah. tôi viết cho họ để họ chơi được bây giờ muốn làm cái này tôi phải viết lại cho ban nhạc của tầm vóc quốc gia chơi chứ không phải ban nhạc học sinh nữa. Dạ. Yeah. Rồi tôi mới nghĩ muốn như vậy thì vốn tôi có liên lạc lại với uh, Ukraine từ năm 2005. Dạ. Yeah. Bây giờ tới 2012, uh -huh. thì tôi có qua đó nhiều lần rồi và gặp rất nhiều người và giới chức sắc rồi khác nhau. Yeah. Thành ra tôi nghĩ mình phải làm sao để mà thuyết dụ cho được ban quân nhạc hay là ban nhạc chính thức của phủ tổng thống, yeah. để mà chơi quốc ca Việt Nam, yeah. thì nó mới có cái tầm vóc với nhau được. Yeah. Thì tôi mới nhờ người liên lạc, Nhưng mà rồi sau đó, thì cái cái điều này cũng là cái duyên nữa, yeah. họ chấp nhận, họ chấp nhận để chơi. Uh -huh. Đó thành ra tôi viết nhạc qua cho họ giật rồi tôi phải qua đó. Trước mấy ngày để dợt lại di ban nhạc của họ, yeah. đó. và nhờ đó ban quân nhạc là cái ban nhạc chỉ chơi những chương trình chính thức của chính phủ thôi. Dạ. Yeah. Mà giờ chịu chơi cái bài quốc thiều của mình, Dạ. Yeah. thì tôi nghĩ đó là một cái danh dự lớn mm -hmm. cho mình. thank you nhưng mà không ngờ vào cái thời điểm này nó lại là một cái sự kết hợp yeah. rất hay giữa Việt Nam và Ukraine yeah, và họ cũng qua những cái hoàn cảnh tương tự như người Việt chúng ta trước 75 yeah. họ cũng ở trong cái nỗi khổ đó bây giờ họ cũng phải bỏ xứ ra đi vân vân thì họ cũng sống giống như là cái người Việt của chúng ta thành ra nó vô tình mà có một cái sự gắn bó yeah. của hai dân tộc với nhau Tôi nghĩ đó cũng là một cái duyên tốt. Dạ. Yeah. Ukraine và Việt Nam. Việt Nam. Dạ. Khi mà bác qua bên đó, bác làm việc với những người nhạc sĩ Ukraine, đó, thì họ như thế nào? Tính tình họ ra làm sao? Tôi phải nói rằng tất cả những người mà tôi gặp, dù yeah. là nhạc sĩ hay là không phải là nhạc sĩ, họ đều rất là hòa nhã. Dạ. Yeah. Mình có thể quan sát cái lối đi đường của họ, cái lối lên xe buýt của họ. Dạ. Yeah để mà mình ước tính để coi cái trình độ của họ như thế nào, yeah. thì mình thấy được đâu đó có trật tự, có yeah. lễ độ, biết nhường nhịn nhau chứ không có tranh giành. Yeah. Cái đó là cái điểm tôi hết sức là khâm phục. <laughs> Thành ra tôi làm việc ở đó thì có liên lạc lại với nhiều cơ sở về âm nhạc, nhiều trường về âm nhạc, kể cả Uh, Tchaikovsky uh -huh. Academy of Music của họ yeah. Đó Thì tất cả các giáo sư đều Rất Quý yeah. Tôi và tôi uh -huh. cũng kính nè họ yeah. Thành ra cái, cái Sự giao tiếp của mình không có cái Cái lối mà Chơi như là, như là kiểu tay trên đó yeah. Mình chơi đồng đẳng, đồng cấp Dạ yeah. Đó Thành ra họ cũng đối xử với mình như vậy, yeah. và có một cái chuyện này, yeah. ngoài lề không biết có, có nên nói hay không, là thế này. Một hôm chúng tôi đi uh, thăm viếng một chỗ. Yeah. Một chỗ đó thì họ mới mời một nhạc sĩ ra để đàn cho chúng tôi nghe. Yeah. Thì cái ông nhạc sĩ đó, ông ra, ông chơi đàn... Uh, accordion. accordion, cái yeah. đàn kéo ra kéo vô đó. Yeah. Sau đó tôi mới biết, cái, người trong đó mới báo cho tôi biết ông là nhạc sĩ ăn xin ở ngoài đường wow. họ thấy tội nghiệp quá họ mới đem về đó để cho ông tỉnh táo tinh thần yeah. Ông là người tốt nghiệp của tchaikovsky wow. music. music trường nhạc tchaikovsky yeah. ok rồi ông chơi một bài rồi thì cái người giới thiệu đó mới nói mới giới thiệu chỉ cho tôi nói ông này là composer đó. Dạ. Yeah. Cái thằng kia nó ớ ra nó composer hả? Yeah. Nếu vậy nó chơi thêm một bài nữa. Rồi, ổng chơi thêm một bài nữa mà bài này là bài của ổng sáng tác. Dạ. Yeah. Tên là Ave Maria. Ave Maria. Ca tụng Đức Mẹ Maria. Dạ. Yeah. Rất đạt, rất tốt. Dạ. Yeah. Mà lại là một người ăn xin ngoài đường. Dạ. Yeah nên người Ukraine như họ rất là giỏi về nhà, vâng, cái... họ rất giỏi, họ có uh, nhạc viện ừ. trước khi Moscow thành thành wow. là thủ đô của Moskua, wow. yeah. <laughs> nhưng mà người nga thì lại coi thường họ, à, mình thấy cái 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 cuộc đời đó nó, nó trở trẽn lắm, chéo trở, yeah. trở đủ yeah. thứ hết và người Ukraine nói cái chữ của người nga yeah. là chữ của người ukraine yeah, đúng, dạ, đúng ukraine dạy họ đó rồi yeah. họ sửa đổi lại tình yeah. ra có những cái khác nhau nhưng mà họ có thể liên lạc được yeah. hôm nay rất cảm ơn bác chia sẻ về những người ukraine những người bạn của bác mà không ngờ ngày hôm nay thì dân tộc ukraine đang bị nga tấn công xâm lăng thì chúng ta như bác nói đó mỗi người chúng ta góp một lời cầu nguyện cho đất nước và cho người dân ukraine À, sớm có tự do và đời sống bình thường và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người tị nạn giống như việt nam mình năm xưa sẽ mau được đoàn tụ với gia đình một ngày thật là gần vâng chúng Cảm tôi cũng xin các quý vị nhớ những lời anh vừa nói Yeah. cảm ơn quý vị cảm ơn bác khoa thật là nhiều à, và cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng ta sẽ cùng gặp lại trong chương trình gây quỹ cho người tị nạn Ukraine vào cuối tuần này vào chủ nhật lúc 1 giờ ba phút tại đài SBTN cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi